Ok, hôm nay mình đi đặt bà khía. Đặt bà khía, kiếm ít bà khía về muối ăn. Dịch giả này giờ đồ ăn không mua được, khan hiếm. Cho nên đồ ăn phải tự tạo thôi. Cà phê nè, là củ mì gì cũng được, mà thấy mùi cá tanh tanh thì nó nhạy hơn, tại nó cũng như con cua vậy mà đặt mùi cá gì đó. Ok, giờ mình sẽ gài lại. Con bắt khí nó bò vô là cái bẫy này sẽ sập xuống liền. Cơ chế hoạt động nó cũng như là cái gặp chuột như vậy thôi. À, vậy đó, con bơ khí nó bò vô là chút xíu là nó bò vô à. Cũng nhanh lắm. Ok, xong. Nãy trời mưa lớn lắm. Cho nên là mình không có đi thăm. Nãy giờ cũng cỡ hơn tiếng hồ. Thì mưa lá cát rất là gắt nè, thôi đi thăm lại, thăm đại luôn, gán thăm để tới chiều được đủ ăn. Cái đầu tiên dính rồi nha. Đây đó. Dính được một con. Đây là cái đầu tiên nè. Rồi cái với đằng kia kìa. Ờ, nãy mình đặt đằng kia cái nữa, đằng kia như cũng dính con nữa nè. Đó, đằng kia dính nữa đó. Vậy là hai cái dính hai con rồi đó. Một con đầu tiên. Dính nữa. Con này hơi bé. Con này hơi nhỏ. Hai cái dính hai con. Gần tới cái gặp thứ ba với thứ tư. Bên đây cũng hơi bịch à, cho nên mình phải mặc quần dài nè. Đi mặc quần dài đi cho đừng có sâu nó cọ vô cây cối rồi này kia. Hai cái gặp mình sáng mình đặt mình có quay nè, giờ nó dính nữa. Hai con. Có một con rất là bự luôn, có một con ba ký đực rất là bự. Dính một con ba khía đực rất là bự luôn. Con ba khía bự chà bá luôn. Còn cái con này nó dính hơi nhỏ, nó hơi bé. Cái hồi nãy mình dính nè. Giờ thêm hai cái này nữa. Giờ mình sẽ đổ vô luôn. Ok, giờ mình đi lại lần đó mình thăm cái gặp cuối cùng của mình. Ok, dính rồi. Đây. Cuối cùng 5 cái cũng dính 5 con. Cái cuối cùng cũng dính. Ok, giờ mình sẽ đi bỏ vô xô rồi. Rồi mình đi đặt lại. Đặt ra 5 cái, một lát thì thăm tiếp. Năm con. Quá xuất sắc. Bây giờ sẽ đổ vô. Đây là thành quả nguyên một ngày hôm nay mình đặt. Chú
cũng cỡ hơn 1 ký à. Nhiều đây muối ăn ngon xuất sắc rồi. Ba mấy con 3 ký cái này là mấy con 3 ký nó có gạch trong dữ lắm. Muối lên là ngon lắm. Ok.